Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với YNK Adventure. Thì hôm nay tụi mình sẽ tiếp tục đi cắm trại. Mà cái chuyến đi này á, nó sẽ khác với mấy chuyến đi trước. Là chuyến đi này á, là tụi mình sẽ tìm những cái địa điểm mới đẹp để giới thiệu với mọi người, chứ không quay lại cái chỗ cũ mà trong những clip vừa rồi tụi mình mới đi nữa. Đó, thì hôm nay á, thời tiết nó rất là xấu, trời mưa. Mà nghe bảo á, là mưa hôm nay và ngày mai luôn. Đó, nhưng mà tại vì tụi mình đã lên lịch trình rồi, và những tuần tới á, thì sẽ rất là bận rộn với công việc, cho nên là không sắp xếp được. Cho nên là tụi mình đã lên lịch trình thì phải tiến hành đi theo cái lịch đó. Đó, thì thời tiết xấu nhưng mà tụi mình vẫn sẽ đi và sẽ quay lại cho mọi người xem nếu mà kiếm được những cái địa điểm đẹp. Rồi, bây giờ mình sẽ lên đường và mong á, là sẽ kiếm được những cái địa điểm đẹp để quay lại cho mọi người xem. Hôm nay mình về, mình tranh thủ đi sớm, đồ đạc thì pack từ đêm qua rồi. Đợt này đi khám phá thì đồ nó cũng mang nhiều lắm, chỉ mang những cái thứ mà cần thiết, thiết yếu đi theo thôi. Đó, mà bây giờ đang 2:30 mà trên đường đi tắc xe qua trời luôn. Mong là tới nơi là sẽ đỡ mưa hơn. Đây, mình mới tới cái địa điểm đầu tiên mà tụi mình tính đi. Thì tới nơi á, thì thấy cái địa điểm này rất là đẹp luôn. Đó, cái địa điểm này tương lai chắc là một trong những cái chỗ mà yêu thích của tụi mình sẽ đi cắm trại tiếp đó. Tại vì này, bờ sông đằng trước mặt đó là rất là rộng luôn. Đó, rồi quanh đây thì nó cũng riêng tư. Mà cái chỗ đường đi thì rất là dễ. Đó, từ ngoài đường chạy vào đấy là đường nhựa, xong cái nhảy qua là tới đường sỏi, xong cái là đầu vô đường ngay cạnh đây luôn. Là quá hợp lý luôn. Này, cái chỗ này là xe mà sedan với đồ là, hoặc là xe hatchback là đi vào đây là vô tư. Là cái chỗ này nếu mà đi cắm trại mà kiểu giống như có nhiều bạn bè với đồ là tới đây là quá hợp lý. Đó, thì tới đây á, thì có mặt trời lên, chưa bị mưa, cho nên là mình sẽ ngắm xung quanh một tí xíu, xong cái nhảy qua cái địa điểm thứ hai xem coi nó có đẹp không. Nếu mà không đẹp thì quay lại đây tối nay ngủ ở đây một đêm, xong rồi ngày mai thì xem satellite, xem map rồi lại đi tiếp. Đó, lên trên kia thì xíu, nếu mà tối nay mà quay lại đây thì mình sẽ thử câu cá ở đây xem có không, với là thả lòng bắt crayfish xem là có cái gì ở đây không. Thì nếu mà nói đúng á thì ở đây là phải có cá, với là có crayfish, nhưng mà tại vì mình chưa câu ở đây, chưa thử bao giờ cho nên là không biết. Rồi, để mình nghỉ ngơi chút xíu, xong rồi mình xem xét thế nào rồi quay tiếp cho mọi người xem nhá. Để bây giờ mình sẽ quay một vòng xung quanh cho mọi người xem ở cái quang cảnh ở đây nhá. Mình đi qua đây là có cái chỗ này nó còn kiểu nó quay cái cây ấy, nó quay xung quanh khu này là giống như kiểu nguyên một đám bạn mà cứ 3-4 xe tới quay lại cái khu này là thôi là bao đẹp luôn á. Đó, mà chỗ này là có người ta đốt lửa từ trước này thấy chưa, mà ngay cái bờ sông là sạt đây luôn, là ở đây là quăng cân xuống câu là quá đỉnh luôn, quá đẹp. Nói chung là hôm nay mặc dù trời mưa nhưng mà đi khám phá được cái chỗ này, có hai khu vực để mà câu cá về cắm trại cho cả nhà là quá đỉnh luôn. Đó, thì mọi người xem mà thấy hay, muốn biết cái địa điểm này ở đâu thì nhớ thả cái bình luận xuống dưới cái YouTube này của mình, rồi mình sẽ chia sẻ cho mọi người nhá. Phía bên này á thì cái khu trong kia kìa, đó là nó kính đẹp này, nhưng mà cái đường vô đây nó hơi ghê ghê. Đi cẩn thận là ok, không đến nổi. Bây giờ chạy qua bên này là nó bị mưa rồi nè mọi người. Đó, nhưng mà mình kiếm được hai chỗ ngon rồi. Bây giờ mình sẽ chạy xe qua cái một chỗ khác nữa, nếu mà ok á, thì ở bên kia, mà không ok là quay lại đây. Đó, quay lại đây tối nay ngủ lại ở đây, xong rồi có gì ngày mai dậy tính tiếp. Nếu mà mai mà mưa quá thì bọn mình sẽ đi về, mà đợt này đi mà thu hoạch được hai cái chỗ cắm trại như thế này là quá đỉnh rồi. Wow.
thì mình mới qua này cái khu mới này. Là bên này là có một cái khu là giống như kiểu campground á, là để dành cho mọi người tới đây là cắm trại ở đây luôn mà miễn phí nha. Đó, thì cái chỗ này là rộng rãi thoải mái, trước mặt này là nguyên một cái bờ sông nó rộng quá trời luôn. Chỗ này mà đi mùa hè là thôi báo đỉnh. Đó, mà mình tưởng hôm nay có mỗi hai đứa mình bị điên vác xe đi cắm trại. Nhưng mà đó, tại vì mình đi nhiều rồi cho nên mình biết là khi mà đam mê cái cắm trại này rồi á, đam mê cái camping này rồi á, thì mưa hay lạnh bất chấp là người ta cũng sẽ đi thôi. Tại vì căn bản là đi để enjoy cái thời gian, được thư giãn chứ không có sợ là mưa hay lạnh. Thì mình quay cho mọi người xem này, là xung quanh đây người ta đã tới đây và set up này. Đó, thấy chưa? Phía đầu kia là có hai gia đình có set up là lều với đồ. Rồi còn dưới này á là cũng phải hai ba gia đình nữa là người ta đã set up sẵn này. Đã lên lửa đốt để làm đồ ăn với đồ rồi. Đó, là quá hay luôn. Mà mình cho mọi người coi phía bên này này, là ngay cái chỗ mà campground này á, là nó có nguyên một cái, đây này, thấy ở cái chỗ này á, là nó có bên kia kìa, là nó có thêm cái toilet nữa. Đó, thì mọi người mà đi ở đây là có cái toilet ở đây thì nó rất là tiện luôn. Đó, mà chỗ này rộng rãi. Nhưng mà chỉ sợ là mấy cái mùa mà holiday á, mà trời mà nắng á, thì chỗ này chắc sẽ đông người. Đó, nếu mà kiếm chỗ thì chưa biết là có hay không trong những cái mùa holiday, nhất là mùa hè. Đó, nhưng mà cái vị trí là quá đẹp, cầu cá cũng đẹp nữa. Đó, rồi thì bây giờ mình xem xét sơ sơ cái chỗ này xong rồi chắc mình quay lại cái chỗ kia, cái chỗ mà mình nói là nó private một tí á. Xong rồi mình tối nay mình nghỉ ngơi ở bên đó, tại bên này thì đông người rồi. Với cả là với mình á, thì mình ứng là hoang dã nó bụi bặm một tí đó, còn như cái này là nó nằm trong cái khu campground á, cho nên là thôi để cho mấy nhà có gia đình người ta ở đây cho thoải mái. Mình mới quan sát xung quanh á, là mình còn thấy cái bảng này này này. Đó, nó bảng này chắc ở đấy nó lâu lắm rồi cho nên nó bị mờ này. Đấy, nhưng mà ở chỗ này là có bắt được cái con spiny crayfish nha mọi người. Đó, là chỗ này chắc chắn là phải nổi tiếng về bắt con này, cho nên là người ta mới treo cái bảng này để cho mọi người biết và làm theo đúng luật. Đấy, thấy chưa? Là mình kiếm được cái chỗ này là quá hay rồi nè. Vừa câu cá được mà vừa bắt được con spiny crayfish nữa. Là địa điểm này á, là chắc chắn sẽ rất là đẹp và rất dễ đi cho những cái bạn mà không có xe 4-wheel drive. Đó, thì mọi người nếu mà muốn biết thêm thông tin vị trí của cái location này thì nhớ comment ở phía dưới video này để ủng hộ cho mình, cho mình sẽ chia sẻ cho mọi người nhá. Mà tới những lúc dừng chân để quay video cho mọi người xem á, thì nắng nó lại lên đẹp. Đó, quá hợp lý luôn. Nói chung là đi chơi á, xác định đi ra là cứ phải lên đường đi mọi người ạ, chứ không phải vì mưa mà chùn bước là mình đâu kiểm được những cái địa điểm này đâu. Tại vì những cái lúc mà đi cắm trại bình thường á, là đã pack đồ xong cái là tới giờ là đi thôi, chứ đâu có thời gian để mà đi tìm kiếm như thế này. Thì thành ra là cứ quay lại những cái chỗ cũ. Đấy á, là con xuống được thuyền này nha mọi người. Cho nên là trong hồi mình nếu ai mà có thuyền á, là đi tới đây là quá hợp lý luôn này. Đây là cái bảng thông tin của nó. Đây là cái map của Golden River này. Là cái dòng sông mà lớn trước mặt á, nó đi ngang qua đó. Là dòng sông này là bình thường là cá mú với là chèm béo là nhiều lắm. Như trong clip mình mới quay cho mọi người xem á, thì mình đi qua 2-3 chỗ nữa để khám phá thêm, tìm hiểu thêm thì thấy đều hợp lý hết. Nhưng mà thôi, tối nay mình tính là sẽ quay lại cái chỗ này để mà ngủ qua đêm tại đây, tại chỗ này. Tại vì là đợt này tụi mình đi tìm hiểu địa điểm mới, cho nên là mình không mang nhiều đồ. Mình chỉ mang những đồ cần thiết, cho nên là lều là mình không mang đi đó. Mình chỉ mang ghế ngồi với là những đồ cần thiết như cái lò lửa của mình cũng mang đi luôn. Để tiết kiệm chỗ trên xe, để mình ngả cái ghế ở trên xe ra là chỉ có ngủ trên xe qua đêm thôi. Đó, cho nên là bây giờ á, là đi kiếm củi xong rồi để tối nay là đốt lửa ngoài này, đốt giống như người ta vậy.
luật lượng ngoài này, xong rồi thử câu cá, về thả mấy cái lồng bắt tôm xem có bắt được cái gì không. Rồi, để bây giờ mình set up sơ sơ, xong rồi mình quay tiếp cho mọi người xem nhé. Mình mới set up xong cả cái máy của mình. Đó, thì máy là đợt này vợ mình mua cái máy này, đợt trước mới quay cho mọi người xem review. Thì cái link review á, mình sẽ để ở trên này. Đó, mọi người nhớ xem nhá, về cái bát này. Đó, hôm nay nhờ có cái bát này mới treo nhanh mà dễ dàng á, tại vì nó nhẹ. Rồi cái chỗ này là cái chỗ mới, không phải cái chỗ mà mình hay đi. Là không phải ở trên cây có sẵn mấy cái vịt để mà mình bắn vào để treo rồi. Đây toàn mấy cây xung quanh, đa số toàn cây nhỏ không à. Cho nên là mình sẽ kiếm cách mình buộc dây mình căng lên cho nó cao. Đó, thì tối nay ngủ trong xe. Còn chỗ bên này là chút nữa sẽ để ghế, nếu mà trời mưa chạy vào đây ngồi là perfect. Rồi á, cái này là nhé. Thì mình treo như thế này thì chắc là lúc mưa nước sẽ tạt xuống thì nó đỡ bị chịu có cái bạt đó. Không biết có gió to thì phải tính kế tiếp. Nhưng mà trước mắt là có cái chỗ này là quá hợp lý rồi đấy. Xong thì bên này đó, còn sau lưng mình là quay lại một khu như thế này là riêng của tụi mình rồi đó. Thì mà một cái nói cho mọi người biết luôn là ở cái chỗ này á là không có củi. Đi kiểm tra thì chưa biết có hay không, nhưng mà những cái chỗ mà giống như kiểu campground này nè, người ta làm cho mình á thì thường thường là sẽ không có củi. À, mình đi nhiều chỗ rồi thì mình để ý là những cái chỗ như thế này thì thường ít cây chết, ít cây bị đổ đó. Thì xung quanh đấy á là mình hay thấy người ta có đóng các cái số điện thoại ở trên cây á là bán củi đó, thì chắc là gọi điện tới xong rồi bảo ta đang ở cái chỗ tôi đang ở cái chỗ mà cắm trại số 1 hoặc số 2 này là chắc là họ sẽ mang củi tới. Nhưng mấy người địa phương á đấy thì mình thấy dịch vụ đấy cũng hay đó. Ví dụ như những gia đình đi mà giống như kiểu không có xe to để mà chở củi, không có cưa để cưa củi, thì tới đây mà cắm trại 2-3 ngày mà cần sưởi ấm thì cũng mua củi cũng hay, coi một cái gọi là support local đó, ủng hộ những cái người dân địa phương thì cũng một điều hay đó, mà tiền lời nữa. Tại vì bây giờ đi mua cưa thì cũng tốn tiền, rồi xe không có chỗ để chở củi để mang tới chỗ cắm trại thì cũng là một cái vấn đề đó. Thì cái đó cũng giải quyết được rất là nhiều thứ. Thì hôm nay tụi mình trưởng bắt lắng có củi cho nên là chắc phải sai cái này, sai của người ta đó. Mà không biết bây giờ không có cái lò lửa của mình, biết đốt lên hay không. Rồi mình đi kiểm xung quanh mấy cái que củi nhỏ mà nó đổ rồi á, rồi mình đốt. Nhưng mà coi như là đốt tiết kiệm, chứ không phải giống như tụi mình hay đi camp ở trong rừng là cây đổ nhiều cho nên là cưa củi đốt vô tư. Đó, thì cũng hay, địa điểm đẹp nhưng mà không phải cái nào nó cũng perfect. Thì thôi kệ, nếu mà biết đấy có củi thì lần sau mà có nhắm quay lại đấy á, thì nếu mà mình đi theo... nếu mà trong đoàn của mình đi nhiều xe thì cứ kêu mỗi xe chất một ít củi là lên đây là đốt 2-3 ngày là vô tư đó. Còn nếu mà đi hai đứa mình thì chắc là xếp đồ mà kiểu gọn gàng với mang những đồ cần thiết thôi, thì chắc là mang ít củi đi là đốt một đêm hoặc hai đêm thì chắc cũng đủ, chứ không có dư dả đó. Mọi người thấy đi đốt lửa ở ngoài mà không có cái lò lửa của mình cực không? Gỗ thì không có. Kiếm cái cây mới kiếm được một cái cây nó đổ á, mà nó đang còn vẫn còn tươi. Sai cái gỗ của người ta để thừa lại đấy á, với mấy cái gỗ mà mình mới cắt được khi nó bị đổ á, nó còn ướt, đốt nó khó quá trời luôn. May mà vợ mình có mang cái quạt mini số này nè, quạt nhỏ này. Bình thường nếu mà có cái lò lửa của mình là bây giờ lửa cháy phá rồi, mà không cần phải ngồi cực như vậy đâu. Đó, cho nên là các bạn thấy đi kiếm chỗ đẹp để cắm trại để chia sẻ cho mọi người thấy cực không? Chứ không phải đơn giản đâu. Nếu mà mình cần kiếm chỗ mới thì mình cứ quay lại cái chỗ cũ là cắm trại thoải mái rồi. Đó, nhưng mà kiếm chỗ mới để cố gắng chia sẻ cho mọi người cho nên là hơi vất vả một tí. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị ăn tối. Và tối nay
là tại vì tụi mình đi khám phá địa điểm mới, cho nên là hôm nay mình muốn thử một cái món đồ ăn mới cho mọi người xem, và mình cũng muốn thử cho biết nữa là đồ ăn này á là đồ ăn đã nấu sẵn và đã làm khô, đã sấy khô, và bây giờ á là mình chỉ việc là cho nước sôi vào đây và nấu trong vòng 10 đến 15 phút là sau đó là trộn đều ở trong này, là ăn trong này thôi đó. Nhưng mà chút nữa mình sẽ đổ nước vào, rồi đợi 10-15 phút xong rồi mình sẽ đổ ra tô để review cho mọi người xem. Đó, thì cái món này á là cái món beef teriyaki, đó là cơm bò. Đấy, thì mình cũng chưa bao giờ ăn cái đồ này. Cái gói này á là dành cho những cái người mà hiking á, là người ta mang đi cái này á sẽ rất là tiện luôn, khỏi phải nấu nướng gì cả, rất là gọn nhẹ. Gói này mình mua ở Anaconda, giá thì mình nhớ lắm, nhờ khoảng mười mấy đồng đó. Thì để hôm nay ăn thử cho biết, tại vì thấy người ta bán nhiều rồi nhưng mà chưa bao giờ mua để ăn thử. Thì đợt này á là tụi mình đi khám phá kiếm địa điểm mới, cho nên là với cái tiêu chí là nhanh gọn lẹ, cho nên là muốn thử cái đồ ăn này xem là có ngon không, để nếu mà ngon á thì tương lai sẽ mua thêm một ít để coi như gọi là phòng ngừa. Rồi, cái nước mình nấu lên cái lò này là nó sôi rồi này. Thế mình vặn nhỏ lại. Rồi, bây giờ xẻ cái bao này ra này. Đó, cái túi này là nó có cái phần này này, là nó zip lại để khóa lại, là khi mà các bạn đổ nước á là chỉ đổ tới đây thôi này, nó có cái vạch này. Đó, đổ nước tới đây. Xong cái zip cái này lại là nó nấu trong này 10 tới 15 phút. Thơm ghê, cho mọi người xem ở trong này. Đó. Mùi thơm ghê. Bây giờ khóa cái gang này lại. Thì một lúc nào đó mình sẽ review cái sản phẩm này cho mọi người xem thêm nữa. Rồi, bây giờ đợi 10 tới 15 phút xem kết quả nó như thế nào nhá. Thơm. Để thử coi. Cơm mềm rồi. Thử miếng bò này. Cả rau, hành... hành tây gì đây, cà rốt à. Bò mềm. Thử thêm mặn nữa. Để múc ra cái tô đi, đổ ra cái tô này dễ dễ. Cho mọi người xem dễ dễ. Anh có cái đường xé ở ngay đấy đấy. Xẻ này là để mình ăn. Nhưng mà đổ trên này ra thì khỏe. Tại nó đầy. Đây. Cho mọi người xem này. Chưa? Bò này. Đó, nhiều lắm á. Này là đầu này, đầu que này. Mình thử nhá. Nói chung á là review thử cho mọi người xem cho biết. Ai mà ăn mặn á thì phải thêm tí muối nữa. Và cái vị của tây á, ngưng. Nó kiểu đậm đà như đồ Việt Nam mình. Nhưng mà có một hai gói này để trong đồ camping để mà cứu đói thì cũng ok. Nhưng mà thường mình thì lại có mì tôm rồi. Ăn mì tôm thì nếu mà so với mì tôm thì mì tôm ngon hơn cả này á.
chắc chắn rồi. Mà cái này một gói tới mấy đồng, mì tôm gói mấy đồng. Đây là mình chỉ đang nói cảm nghĩ của mình là nếu mà chọn thêm những cái đồ ăn ăn liền ăn nhanh ấy, thì mình ưng ăn mì tôm của Việt Nam hoặc là cái bún liệu Châu. Chứ cái này thì thua. Cái này ai mà khó ăn là ăn được rồi đó. Mình ăn thì cũng ok, nhưng mà chắc phải thêm cho thêm tí bột gà, cho thêm tí muối, bột nêm, cho thêm tí bột nêm vô để nêm lại về cái gia vị của mình. Nhưng mà cái idea để dành cho những người hiking, những cái người mà cần cái sự gọn nhẹ là hợp lý á. Hoặc là có thể những cái món khác của cái loại như thế này là ngon hết. Đây chỉ là một cái vị bò, cơm bò thôi. Nhưng khi những món khác ngon hết. Thì nếu mà tương lai mình mà có cơ hội mình kiếm món khác, xong rồi mình review thêm một lần nữa cho mọi người xem nhé. Đây, lửa lên pha pha thôi nhá. Đó, mấy chuyện đốt lửa này thì cũng làm khó được mình đâu. Nhưng mà có cái lò lửa của mình thì nó vất vả hơn tí, hít khói nhiều hơn tí. Đó. Thì đấy, đây là một cái ví dụ nữa cho mọi người là tại sao mỗi lần đi cắm trại mình cứ phải vất vả dành một cái chỗ cho cái lò lửa của mình. Đó là lý do như thế này. Củi ướt chuyện nhỏ, đốt quả là lên liền luôn. Chứ cái này là vất vả, tại vì nó đốt ở ngoài ấy, nó khó. Không phải là biết đốt lửa, nhưng mà tại vì củi ướt đấy. Giờ thì lên pha pha rồi, giờ tối nay là ấm rồi. Nói chung là cái củi mà lúc nãy mình kiếm được là dư sức cho tối nay. Tại ngày mai thì đang nào cùng dậy rồi di chuyển đi sang chỗ khác, hoặc là đi về rồi, tùy vào thời tiết ngày mai. Cho nên là tối nay là ok. Đó, nhưng mà để tới nơi chỗ này thì lần sau là nếu mà muốn cắm trại ở đây là phải chuẩn bị củi, mang theo củi. Đó, chứ xung quanh đây là không có. Ok, thì bây giờ xem tối nay có bắt được cái gì không. Để quay cho mọi người xem nhé.